Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới, nóng hổi luôn, của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Máu mủ tình thâm. Khôi dự kiến thực hiện bộ truyện này trong vòng 5 tập. Và một số thông tin liên quan đến bộ truyện này, hiện tại là cô Lê Nguyệt vẫn đang sáng tác những chương cuối cùng của truyện này. Từ đó cho thấy là truyện còn rất nóng hổi, mình sẽ vừa thổi vừa nghe. Và bởi vì sự nôn nóng của quý cô chú anh chị rất lớn, cho nên là cô Lê Nguyệt quyết định cho Khôi thu trong quá trình mà cô đang hoàn thành những cái bản cuối cùng luôn. Ngoài ra, Khôi cố gắng đường link Facebook của cô Lê Nguyệt ở dưới phần mô tả các truyện của cô. Và nếu cô chú anh chị có muốn tìm hiểu thêm về cô, cũng như là muốn trò chuyện với cô, quý cô chú anh chị có thể nhấp vào đường link và trò chuyện trực tiếp với cô. Khôi cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, Khôi xin bắt đầu tập 1 Máu mủ tình thâm, tác giả Lê Nguyệt. Nguyên đứng bật dậy, phản ứng gay gắt sau khi Đạt dứt lời. Cô đá cái đôn salon dịch sang một bên, hầm hừ. Không đời nào nữa đâu. Dẫu có phải tán gia bại sản, tôi cũng sẽ không nhơ bợ gì tôi một cát bạc nào nữa. Đạt đưa hai tay chặn lại, không cho Nguyên la lớn. Anh tỏ vẻ nhún nhường. Em làm gì vậy? Chỉ là anh muốn trình bày ý kiến để cứu vãn tình trạng của mình thôi mà. Cứu vãn làm sao nữa? Thất bại là do anh tắc trách trong khâu quản lý. Như vậy thì hậu quả anh phải tự gánh vác. Cái nhà của ba mẹ tôi để lại cũng đã bay đi để anh giải quyết rồi. Tiền bạc dùng hộ thân của dì tôi cũng đã bù đắp cho sự tắc trách của anh, chưa đủ sao? Bây giờ, anh muốn dì tôi bán mấy công đất hương hỏa do ông ngoại để lại cho anh làm vốn nữa mà coi được à? Đạt ơi, chúng ta chỉ là cháu thôi, không phải con của dì. Mà cho dù dì có thương tôi như con đẻ, thì cũng phải để cho dì còn chút tài sản chứ. Anh muốn lột hết cả gia đình tôi ra mới vừa bụng sao? Đạt chắc lưỡi. Em nói đi đâu vậy? Chỉ là mượn của dì chút vốn. Sau này phục hồi lại, mình sẽ trả dì gấp đôi. Sẽ phụng dưỡng dì tuổi già mà. Dì cần anh phụng dưỡng sao? Dì có con của mình mà. Ăn thua dì đưa con nuôi đó. Biết nó có hiếu đạo với dì hay không? Nguyên nổi nóng thật sự. Nó không hiếu đạo, vậy anh có à? Mà tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Cấm anh cứ mở miệng ra là con nuôi, con nuôi. Con nuôi thì đã sao? Dì nuôi nó khi nó chưa được một tháng tuổi. Bao nhiêu tình thương của người mẹ dì dành hết cho tôi và nó, không phân biệt trước sau. Nhất là khi ba mẹ tôi không còn. Trên đời này, chỉ có mình dì là quan tâm tôi. Các cô chú cũng không bằng. Anh làm vợ chồng với tôi đã bao năm rồi mà không nhận ra điều đó sao? Không, anh nhận ra chứ. Cho nên anh mới tính đến chuyện lợi dụng dì, móc hết tiền trong túi của dì rồi mà anh còn tơ hào đến đất đai của dì nữa. Anh không nghĩ đến tôi sao? Sao anh không nghĩ đến em? Anh giật dậy công ty mình, không phải cho chúng ta à? Nhà của ba mẹ tôi cũng đã bán rồi. Bây giờ mình ở cái nhà như thế nào? Tiền mua quan tài của dì tôi anh cũng đã gỡ tay. Dì còn nuôi con của dì học hành nữa chứ. Đồng lương của dì được bao nhiêu? Lẽ ra nếu công trường không bị sập do đám thầu rút ruột thì chỉ cần giấy lương của tôi sẽ giúp được dì phụ nuôi em. Nhưng có không? Hai năm nay khi Nguyên Hạ du học bên Úc, tôi có phụ dì đồng bạc nào không? Nếu như anh bằng lòng với vị trí kỹ sư trong nhà máy thì vợ chồng mình sống ung dung rồi. Đằng này anh đèo bồng làm chủ, tôi vì để toại nguyện anh mà miếng đất ở quận 7 được đền bù. Số tiền đó cộng với của hồi môn ba mẹ và dì cho, đưa hết để anh lập nghiệp. Giờ thì còn gì? Tôi vẫn chưa một câu oán trách. Vì tôi biết làm ăn khi dậy khi khác, tai nạn rủi ro không ai mong muốn. Nhưng sao để khắc phục hậu quả do anh làm ra? Mà gia đình anh không hề có chút cống hiến nào, mà chỉ toàn là gia đình tôi vậy. Đạt đỏ mặt, gân cổ lên vì xấu hổ hay vì tức giận. Lúc đó Nguyên cũng không cần quan tâm. Anh mím môi câu có. Khi lấy anh, em cũng thừa biết gia đình anh không có của cải gì. Ba mẹ anh già, nhà đông con, mạnh ai nấy tự lực cánh sinh. Anh nhờ vả gia đình bên vợ để phát triển sự nghiệp thì có gì sai sao? Đến khi thành công thì tài sản này là của vợ chồng và con chúng ta.
chừng đó mình đền ơn đáp nghĩa những người đã giúp mình không được hay sao? Nguyên nhếch môi cười nhẹ. Đền ơn đáp nghĩa? Tự nhiên tôi thấy xa lạ với con người của anh bây giờ, trơ tráo đến hèn hạ. Nhưng thôi, tôi không có thời gian mà đôi co với anh. Tuyên bố phá sản đi, đừng mong đợi gì về phía bên tôi cả. Một cách của gì, tôi cũng không cho phép anh đụng vào. Đạt đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu, long lên vì giận. Tuyên bố phá sản à? Những lời như vậy mà em có thể nói ra với chồng mình hay sao? Nguyên khoanh hai tay đứng dựa lưng vào tường, khinh thị. Nói lần cuối nhé, nếu anh không tuyên bố phá sản, sau đó trở lại làm nhân viên nhà nước, thì hậu quả tiếp theo là anh phải nhận. Anh chắc còn nhớ khoản tiền mà dì tôi bỏ ra để anh không vào tù, cứu anh một lần rồi. Đừng tơ hào rằng tôi sẽ cứu anh thêm lần nào. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi cũng đã hết lòng hết dạ với chồng. Đã đến lúc cạn tàu ráo máng thì cứ cạn tàu ráo máng thôi. Nói xong, Nguyên dắt xe ra ngoài. Cô máng túi xách lên xe rồi rồ ga đi làm. Bỏ mặt Đạt đứng ngơ ngác với bộ dạng kẻ thua cuộc. Nguyên biết mình không thể mang bộ mặt sòng uất này vào công ty, nên cô tìm một quán cà phê vắng khách tấp vào, gọi một ly đen, tâm trạng cực kỳ muộn phiền. Nguyên lấy chồng cách đây 5 năm. Đó là một cái đám cưới chạy tan. Cô tốt nghiệp đại học và ra trường, công tác ở công ty Á Châu, phụ trách mảng marketing quần áo, giày dép, phấn son phụ nữ. Đó là công ty nước ngoài nên lương rất cao. Bây giờ, Đạt là kỹ sư xây dựng. Lúc anh đến công ty cô để nhận hạng mục công trình, thì quen biết và đeo đuổi cô. Chỉ một năm thôi, Nguyên chưa kịp có tình yêu với Đạt, thì mẹ cô nghỉ hưu non vì sức khỏe, khi bà mới 53 tuổi. Kinh tế nhà Nguyên lúc ấy rất ổn định. Cái nhà ông bà nội cho ở quận 7 bị giải tỏa. Tiền đền bù đủ để ba mẹ mua hai miếng đất ở hai nơi khác nhau và cất căn nhà lớn nguyên nghe. Ba mẹ vẫn còn 500 triệu gửi ngân hàng do chị ba nhị dương của cô chia cho mẹ. Số tiền này lẽ ra mẹ cô nhận lúc ông bà ngoại còn, nhưng mẹ lại muốn để cho chị giữ phòng thân. Nhưng sau khi mẹ cô dùng hết số tiền của mình cất nhà, thì dì ba lại đưa cho mẹ để dưỡng già khi đến tuổi về hưu, mà mẹ cô lại hưu sớm 2 năm. Ông bà ngoại chỉ có hai người con gái là mẹ cô Lê Nhất Dương và dì ba Lê Nhị Dương. Dương là họ của bà ngoại. Mẹ cô lấy ba cô lúc 25 tuổi. 29 thì mẹ sanh ra Nguyên. Ông bà ngoại hiếm muộn nên 12 năm sau mới sinh ra dì ba. Vậy là mẹ và dì chung một tuổi, cùng một mệnh. Chị em xa nhau lúc dì ba mới có 13 tuổi. Dì học đại học ngoại ngữ, ra trường làm phiên dịch tiếng Hoa cho công ty may Đài Loan ở gần ngoại. Có rất nhiều lời mời công tác nơi khác, nhưng dì thà lương ít mà ở gần phụng dưỡng cha mẹ. Mẹ cô thương dì là do vậy. Khi dì 30 tuổi mà chưa chịu lấy ai, dì thứ nhất, dì không yêu ai mà lại không muốn có chồng đi xa bỏ lại cha mẹ. Thứ hai, dì cũng không muốn ai ở rể sợ tội nghiệp người ta. Dì nói, nếu sau này có một mình, dì sẽ tự sinh đứa con để nuôi mà không cần chồng. Lúc ấy, ông bà ngoại đã già rồi. Nỗi bận tâm lớn nhất của ông bà ngoại và mẹ là dì. Sợ dì một thân một mình cô độc tuổi xế chiều. Nhưng dì chỉ cười, nói vẫn còn có Nguyên mà. Ba mẹ Nguyên cũng chỉ có một mình cô, nên cô có đến hai người mẹ thương yêu. Mẹ Nguyên luôn dặn dò cô sau này, ngoài ba mẹ ra, cô còn phải có trách nhiệm chăm sóc dì như mẹ ruột. Bỗng một hôm nọ, hừng sáng, trước cửa nhà lân cận, khi chủ nhà mở cửa ra thì nghe tiếng khóc oe oe. Người ta phát hiện ra một đứa bé gái chừng vài ngày tuổi được bọc trong tấm chăn đã cũ sờn. Trong đó có một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của bé. Thì ra, bé chỉ mới ra đời được 4 ngày. Sau khi báo qua công an phường, chờ một tuần sau, nếu không có người đến nhận, thì sẽ đưa bé vào cô nhi viện. Vậy là mẹ cô lập tức gọi dì ba lên nhận nuôi. Từ đó, bé khai sinh theo họ dì ba, tên là Lê Nguyên Hạ. Chữ lót là tên cô. Cô tên đầy đủ là Trần Dương Nguyên. Chữ lót của cô là tên của hai người mẹ và cũng là họ của bà ngoại.
Vậy là Nguyên lớn hơn Hạ 12 tuổi. Dì ba một tay nuôi con và phụng dưỡng ông bà ngoại. Mẹ cô và dì là hai người con hiếu thảo, đặt cha mẹ mình lên trên hết mọi thứ. Ông ngoại bán một công đất 2 tỷ bạc chia làm 4 phần. Một phần cho mẹ, một phần cho dì, một phần gửi ngân hàng dành cho ương yếu. Còn một phần bỏ túi để ông bà đi du lịch đó đây. Lúc đó, ba mẹ cô được bồi thường cái nhà ở quận 7 với số tiền lớn, nên mẹ từ chối nhận 500 triệu ngoại cho. Nhưng khi mẹ cất nhà xong thì hết cả tiền. Dì ba cầm 500 triệu, ân cần và nhất quyết buộc ba mẹ phải nhận. Số tiền đó mẹ gửi vào ngân hàng dành làm của hồi môn cho Nguyên. Ngày đám cưới, dì ba cho thêm 200 triệu nữa. Sức khỏe của mẹ ngày càng kém. Đi đâu làm gì cũng đều có ba bên cạnh để đỡ đần chăm sóc. Thời gian đó, ông bà ngoại cũng đã qua đời. Mẹ hay về nhà dì để chị em sớm hôm gần gũi. Thấy Đạt có nghề nghiệp hẳn hồi, giả lại, bề ngoài cũng trông đứng đắn, nên mẹ cô luôn động viên cô chấp nhận anh và đề nghị anh ở rể. Mẹ cứ nặn nề Nguyên rằng, bà muốn nhìn thấy cô yên bề gia thất, rồi có đi theo ông bà ngoại cũng được yên tâm. Nguyên thật sự chưa yêu Đạt, nhưng cô nhận lời mẹ, và rồi cô bắt đầu tính chuyện trăm năm. Đám cưới được nửa năm thì mẹ cô mất do đột quỵ. Ba cô buồn khổ héo hon, rồi năm sau cũng đi theo bà. Không thể tưởng tượng ra nổi tâm trạng của Nguyên lúc đó. Cô như điên cuồng, như chơi vơi giữa lưng chừng trời, rồi hụt hẫng té nhào xuống địa ngục. Nguyên cảm thấy mình không còn động cơ để sống trên đời, dù bên cạnh lúc nào cũng có dì ba. Cô nhớ trước phút lâm chung, mẹ cô ân cần nắm tay dì, gửi gắm đứa con gái tội nghiệp của mình. Mẹ cô chỉ mới 55 tuổi, còn Nguyên chỉ mới vừa 26 tuổi thôi. Dù đã có chồng, nhưng cô vẫn luôn là đứa trẻ cần được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ. Nhưng thật sự thì không thể khác. Trên đời này, cô chỉ còn lại một mình với dì ba. Các cô chú của Nguyên cũng thương cô, nhưng ai cũng đều có gia đình nấy và con cái đề huề. Chia sẻ nỗi đau với cô thì có, nhưng không mãi bên cạnh cô được. Dì ba bây giờ cũng chỉ có một mình Nguyên Hạ sau lần thi đường lên đỉnh Olympia đoạt giải quán quân và được qua Úc học đại học. Đây là niềm hãnh diện lớn nhất của dì. Nguyên Hạ đi được 2 năm. Trong 2 năm này, dì vừa lo nuôi con học nước ngoài, vừa công tác và cũng vừa chăm sóc cho Nguyên. Bao nhiêu tiền của dì đều bung ra chuộc mạng cho Đạt và hy vọng vợ chồng cô vượt qua ải. Nguyên biết, nếu như bây giờ cô mở miệng kêu dì bán đất, dì cũng sẽ sẵn sàng. Nhưng cô không thể làm như vậy được. Thà cô bỏ chồng, chứ không bỏ gì. Mà tại sao chứ? Tại sao đã ra nông nỗi này mà Đạt lại không chịu bỏ cô? Tại sao anh ấy nhất quyết phải lập lại cơ ngơi khi mà trong tay không có một xu dính túi chứ? Nguyên không hiểu nổi. Cô thật hoàn toàn không hiểu nổi nguyên nhân gì đâu. Nguyên đi rồi, Đạt ngồi lại một mình ở nhà. Anh chán nản không biết phải làm gì, làm sao cho đúng. Nguyên không hiểu anh. Làm vợ mà không hiểu chồng mình muốn gì, kêu anh tuyên bố phá sản, thà kêu anh đi tự tử còn hơn. Đạt đã cố gắng hết mình để thành lập công ty xây lắp, đồng ý là bên vợ bỏ vốn, nhưng anh cũng phải là người có tài mới lèo lái được công ty lớn mạnh chứ. Nhưng sự đời, ai mà lường trước được chữ ngờ. Đang ăn lên làm ra, bỗng một đám thầu rủ nhau rút ruột công trình. Thế là nhà xưởng đã xây lên mấy tấm, bỗng đổ sập tan nát, hủy đi hết mọi sinh mệnh và bình địa của một vùng rộng lớn. Bồi thường cho nhân thân người đã mất, chu cấp cho gia đình các chủ thầu con để họ nhận trách nhiệm mà không liên quan đến anh. Tất cả 7 chủ thầu nhỏ đều nhận án tù, nhưng anh là giám đốc công ty, là chủ thầu lớn nhất, mà không quản lý nhân viên mình, phải hối lộ bao nhiêu tiền mới được tráng án. Số tiền đó do dì ba và Nguyên bỏ ra. Hơn ai hết, Đạt biết, dì Dương lo là lo cho cháu mình, chứ chưa hẳn là dì đã thương anh. Ánh mắt không chút tin tưởng của dì nhìn anh đã nhận thấy rõ điều đó. Dì Dương cũng không phải là người phụ nữ tầm thường, đó là một người bản lĩnh thật sự. Nguyên thương yêu và tôn trọng dì hết mực, không phải là không có nguyên nhân, không phải chỉ đơn giản là dì ruột của mình.
chuyện Nguyên kêu anh tuyên bố phá sản chắc là do ý của dì Dương. Nhưng nếu như bây giờ anh tuyên bố phá sản thì làm sao có cơ hội chứng tỏ cho người trong ngành thấy rằng mình vẫn có năng lực, tai nạn này là do cấp dưới mà ra. Nhưng Nguyên không hiểu cho anh. Cô cứ một hai cho rằng anh tắc trách trong khâu quản lý. Không, không phải anh tắc trách mà là tin người. Bọn họ đã theo anh khởi nghiệp từ lúc mới bắt đầu thành lập công ty. Bọn họ đã cùng anh xây dựng biết bao nhà xưởng đều thành công tốt đẹp, chưa có một khiếm khuyết nào, nên anh an tâm mà giao khoán cho họ. Ngờ đâu, đây là công trình lớn nhất từ lúc anh bắt đầu, lại đổ ập xuống, gây ra tổn thất khó lòng bù đắp. Không ai hiểu và thông cảm cho anh, không ai nắm tay anh kéo lên khi anh vừa sụp hố. Vậy thì làm sao? Nếu không ai tự cứu mình, thì để mình từ từ chìm xuống vĩnh viễn, không thể ngôi lên hay sao? Phải tự cứu mình, dù là dùng thủ đoạn gì, dùng mưu hèn kế bẩn nào, có thể hy sinh người bên cạnh để được toại nguyện, anh cũng đều sẵn sàng. Nghĩ thông và đưa ra quyết định rồi, Đạt mặc áo vào, dắt xe ra khỏi nhà, khóa cửa lại và lên đường. Nguyên về nhà sớm hơn thường lệ, cô ghi lại mảnh giấy dặn lên bàn, chỉ với mấy câu. Đi công tác vài hôm, 3 ngày sau trở về, muốn nghe quyết định của anh. Cô không xếp quần áo và vật dụng cá nhân, vì cô luôn có một phòng đầy đủ ở nhà dì. Hôm nay, sau một buổi suy nghĩ, Nguyên quyết định về chơi với dì vài ngày để tâm sự và nghe lời khuyên của dì cho tâm tư mình lắng xuống. Bây giờ, phải chạy xe gần 3 giờ đồng hồ mới tới nhà dì. Chắc là trời cũng vừa tối. Nguyên không điện thoại trước để dì không chuẩn bị. Thật ra, Nguyên không muốn đem lại phiền não cho dì. Cô chỉ muốn dì luôn vui vẻ và tin rằng cô được hạnh phúc. Nhưng lòng cô nhiều trăn trở lắm. Nếu không nói với dì, cô biết chia sẻ với ai bây giờ? Nguyên tới nhà dì cũng hơn 7 giờ tối. Mở cửa nhìn thấy Nguyên, dì Dương vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Dì nắm tay Nguyên đi vào nhà, hỏi rối rít. Sao về giờ này vậy con? Không có chồng con cùng về à? Con nói với anh ấy là đi công tác, nhưng con về thẳng với dì luôn. Dương đang bước bỗng dừng ngay lại, trợn mắt ngó Nguyên. Hai đứa lại có chuyện gì sao? Nguyên ôm lấy dì nũng nịu. Từ từ rồi con kể dì nghe. Con có mua 2 phần bún đậu mắm tôm cho 2 dì cháu mình ăn nè. Về đột xuất dài á, chắc là dì đâu có chuẩn bị gì cho con ăn đâu phải không? Đồ ăn đầy trong tủ lạnh á. Dì bận đi làm nên cũng ít khi ra chợ. Mỗi lần đi á, là mua đồ ăn cả tuần. Rồi dì cháu bày bún đậu mắm tôm ra mâm. Dì Dương vừa ăn vừa quan sát Nguyên. Cô hoàn toàn không né tránh tia nhìn dò xét của dì. Dương ân cần hỏi. Có chuyện gì buồn hả Nguyên? Nói cho dì nghe coi nào. Nguyên nuốt chọn miếng chả, nhăn nhăn mặt. Dì à, con kêu anh Đạt tuyên bố phá sản, sau đó xin việc làm, nhưng ảnh không chịu gì à? Nó nói sao mà không chịu? Ảnh nói kêu ảnh tuyên bố phá sản, thà kêu ảnh tự tử còn hơn. Dương bình thản cho thức ăn vào chén, nói một câu làm Nguyên bất ngờ. Vậy thì kêu nó đi tự tử đi. Nguyên mở lớn mắt, kinh ngạc. Gì? Dương ngừng tay, ngước nhìn Nguyên, chậm rãi. Đến nước này rồi, không thu xếp lại thì còn uy tín để làm ăn nữa không? Đối tác sẽ không dám giao công trình lớn cho nó nữa. Còn nếu như công trình nhỏ thì tiền lương cho thợ đủ để trả không? Một công ty xây lắp mà để sụp đổ một công trình quy mô như vậy, giới trong ngành còn ai tin tưởng giao việc hay hợp tác nữa không? Đó là vì chưa nói đến chuyện hiện giờ nó đang thiếu vốn trầm trọng, uy tín mất, tiền bạc không, nó dựa vào đâu mà đông sơn tái khởi chứ? Con hỏi thật chị, sao hôm rồi dì bỏ tiền ra cứu ảnh vậy? Dì không có cứu nó, hậu quả nó làm ra đáng lẽ nó phải gánh lấy. Chẳng lẽ trong cả quá trình xây dựng nó không hề đến công trường hay sao? Nếu nó đến để khảo sát, sao lại chẳng nhận ra
người ta đang bận rút công trình. À, trời ơi, vì nhớ lại mà kinh hoàng. Cả một tòa nhà sập xuống, hại chết bao nhiêu người như vậy? Thiệt hại về của còn bù đắp được, chứ về người thì sao? Bao nhiêu sinh mệnh như vậy, bù đắp ngã nào? Cứ đổ cho tay chân, chứng tỏ nó là người vô trách nhiệm. Vì cứu là cứu con, bởi vì nếu nó mang tội danh tham nhũng, rút ruột công trình, rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng, có tiền án tiền sự, thì con sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm. Tiền đồ của con cũng vì vậy mà dừng lại. Nếu con gặp chuyện, người làm gì này lấy mắt mà ngó hay sao? Nguyên trộn tới ôm cổ Dương, nước mắt ứa ra, cô thổn thức. Dì ơi, con hiểu rồi. Bây giờ dì dạy con phải làm sao đi dì? Dương ngừng tay, quan sát đứa cháu gái. Dì lấy khăn giấy lau tay, rồi nâng mặt cô lên. Con đã kêu Đạt giải tán công ty rồi phải không? Dạ, nhưng ảnh không chịu nghe. Không nghe thì phân tích cho nó nghe. Nếu nó cứ ngoan cố thì mặc xác nó. Chứ tiếp tục như vậy, coi chừng cái nhà không còn để mà ở luôn. Nhưng tại sao Đạt không thông suốt vậy chứ? Giải tán công ty, ưu tiên trả lương cho công nhân. Tài sản thanh lý chắc cũng đâu vào đó, không đến nỗi thiếu hụt. Sau đó vợ chồng cùng đi làm. Giấy trình độ hai đứa và tiền lương cộng lại sẽ có cuộc sống đủ đầy. Tích lũy từ từ mà sinh con đẻ cái. Chậm mà chắc, có đâu muốn một bước lên mây như vậy chứ? Đó là tâm nguyện của con. Con không muốn tranh đua thủ đoạn gì à? Mà này Nguyên, có bao giờ con nghi ngờ Đạt không? Ví dụ như bọn rút tiền về gia đình nó, hoặc tệ hại hơn là bao gái bên ngoài. Bọn rút cho gia đình thì chắc có, nhưng đó không phải là số lớn. Còn bao gái bên ngoài, con tin là không. Thật ra anh Đạt cũng chí thú làm ăn, đây có thể là sự rủi ro thôi gì à? Được như vậy thì mừng. Nhưng dì nhẩm tính hoài à, với số tiền gia đình ta bung ra, lẽ ra nếu con muốn quyết tâm gầy dựng lại thì cũng coi như không thiếu bao nhiêu. Vậy tại sao nó cứ than thở và hỏi ý kiến con hoài? Ý nó muốn gì? Nguyên im lặng, cô không thể nào nói với dì đề nghị của Đạt được. Cô đã nguyện với lòng là nếu Đạt không nghe lời cô thì coi như hai người sẽ chia tay, nhất định không tơ hào của dì thêm bất cứ xu lớn xu nhỏ nào nữa. Nếu ba mẹ còn, cô cũng sẽ làm vậy. Cũng không để ba mẹ tổn thất quá nhiều, hy vọng quá nhiều cho mình. Hôm nay, cô chỉ đơn giản là về chơi với dì, tâm sự và nghe lời dì chỉ dẫn, chứ không thể nói ra ý đồ của chồng. Ngẫm nghĩ một hồi, Nguyên tư tỉnh lại, cô mỉm cười với dì. Con đã quyết định rồi dì. Nếu như anh Đạt không chịu nghe theo con, cứ nhất quyết xoay tìm nguồn vốn để Đông Sơn tái khởi, thì con sẽ chia tay với ảnh. Chứ sống mà lo sợ đủ thứ, hay là mang nợ nần ngập đầu mà không có hướng để trả, con cảm thấy bất an lắm gì. Ảnh không nghĩ đến đường lui, nhưng con thì khác. Con phải chừa đường lui cho mình chứ. Dương vuốt tóc Nguyên. Vợ chồng là chuyện cả đời, không phải nói hết là hết. Có những người luôn cho rằng mình cứ ung dung bước đi, đằng sau sẽ có đường lui. Nhưng họ không nghĩ ra, nếu mình đã và đang thành công thì cần chi đường lui nữa. Nhưng nếu thất bại, muốn tìm đường lui mà phải quay trở lại nơi mà mình đã từng đi qua thì chắc chắn sẽ rơi vào bi kịch. Con người ta không ai sống một lần hai thời điểm. Cho nên hiện tại đang sống ở đâu thì cũng sẽ cố gắng sống sót. Tiếc nuối thì cứ việc tiếc nuối. Chắc nó đã từng nói với con, nếu được cho làm lại, anh sẽ hết sức né tránh rủi ro lần này chứ gì. Nhưng con à, thất bại thì đã thất bại rồi. Trên đời đâu phải chỉ một mình ta kinh doanh thất bại. Có gì mà nó phải lo lắng tranh giành. Hai đứa chỉ ở trong độ tuổi như lập thôi. Con không biết câu tam thập như lập, tứ thập bước ngoặt, ngũ thập tri thiên mãn sao? Đến 50 tuổi mới biết giàu nghèo. Cha mẹ hai đứa đã lo cho hai con ăn học đến đây rồi. Công ăn việc làm ổn định, đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Hậu quả lần thất bại của Đạt là rất lớn, nhưng mình đã khắc phục được rồi. Thôi thì trở lại với những ngày tháng bình yên, hãy làm tốt công việc trước mắt. Như vậy đây, dì cũng có thể tự thành lập công ty may mặc vậy. Kinh nghiệm dì có, tiền bạc dì có, nhưng làm vậy để làm gì? Ai cũng muốn bộc lộ khả năng của mình, nhưng phải dựa vào chính bản thân mình, chính vào sức mình. Muốn làm chủ mà trong túi không có tiền, không có đội ngũ tin cậy,
Nói chung là không có thực lực, như xây nhà cao tầng mà không có móng vậy đó. Đổ sập đó Nguyên à. Cái gương sờ sờ trước mắt, khi khởi nghiệp á, Đạt có tiền muôn vạn bạc của cha mẹ con, nhưng nó có giữ được không? Nó tự hào rằng mình giỏi giang, chí thú làm ăn. Nếu đúng vậy thì bây giờ có cần phải chạy giáo giác tìm nguồn vốn hay không? Nó đi sai nước cờ rồi, thua rồi. Dừng lại mà bày ra nước cờ khác, và nhất định phải nhận biên vì sao trận thế đang tốt đẹp lại bất ngờ mất tướng như vậy. Nguyên chống tay lên mặt, nghiêng đầu nhìn Dương. Nó ngưỡng mộ vì mình quá đỗi. Vì như vậy, hèn chi không lọt vào lưới tình, không bị ràng buộc bởi bất kỳ gã đàn ông nào. Chẳng lẽ khi nghĩ đến chuyện tình yêu, dì cũng cân đo đong đếm như vậy sao? Dì à, vậy sau khi ở đây về, con phải làm sao với ảnh hả dì? Dương ẩm ờ. Con vẫn yêu và muốn bên cạnh nó trong bất cứ hoàn cảnh nào chứ. Nguyên phụng phịu. Dì biết con chưa đủ yêu anh Đạt, nhưng vẫn chấp nhận đám cưới vì sao rồi mà. Nhưng đã sống chung 5 năm rồi mà vẫn chưa có tình yêu sâu đậm sao? Nguyên sửa bộ ngồi, trở giọng như tâm sự. Dì biết không, con rất muốn có con, càng nhiều con càng tốt. Nhìn thấy dì và mẹ, con sợ quá. Dì thì còn có con, bây giờ lại có em Hạ. Nhưng sau này con có ai? Lỡ như con và anh Đạt không bên nhau suốt đời thì sao? Con thì tha thiết mong sanh con, nhưng anh Đạt cứ diện cớ này cớ khác. Giữa vợ chồng mà không có con chung, khi mà mỗi đứa bôn ba một nơi thì có gì gắn bó ràng buộc hả gì? Bởi vậy, nếu chia tay đường ai nấy đi thì con cũng không có gì hối tiếc hết. Con không như gì, cố thủ riêng mình. Chia tay với Đạt, nếu anh ấy không thực hiện theo yêu cầu của con, cứ cố tình lao vào ngõ cụt. Xong, con cũng sẽ mở lòng ra đón nhận mối tình khác, nhất định không khép kín như gì. Dương cười ha hả, vỗ đầu Nguyên. Con này, vậy nói vậy để con về tối lại hai vợ chồng rủ rỉ tâm sự với nhau. Con hãy lắng nghe quan điểm của nó rồi trình bày quan điểm của mình, sau đó tìm cách dung hòa. Không phải vì nói để con có cớ mà cự cãi với chồng rồi đưa đến quyết định ly dị. Nếu lập trường của nó đúng đắn thì con cũng nên ủng hộ nó. Nếu sau khi đã suy xét cẩn thận mà nó vẫn muốn tiếp tục con đường này thì con là vợ, con phải cùng đồng cam cộng khổ. Vì là mẹ mà, mẹ thì bao giờ cũng sẽ giúp cho con mình. Nguyên cảm động ngã vào vai Dương, than thở. Nhưng nếu ảnh muốn gây dựng lại công ty thì tiền đâu nữa dì ơi? Dì sẽ giúp. Nguyên bật dậy, lấy đầu ra khỏi vai dì. Dì lấy gì mà giúp nữa? Hiện đất ở đây đang có giá, dì còn 5 công, đất đai là của ngoại, mà của ngoại thì mẹ con và dì đều có phần. Dì sẽ bán 2 công cho vợ chồng con đông sơn tái khởi. Không được, dứt khoát là không. Miếng đất bạc tỷ và cái nhà chính của ba mẹ con á, cùng tiền quan tài của dì đã bay theo công ty ảnh rồi. Con không thể nhận thêm bất cứ cái gì từ dì nữa. Không khéo Nguyên Hạ lại cho rằng trong thời gian nó không có ở nhà, con đã tranh thủ bòn rút tài sản của dì, thì sau này chị em nhìn mặt nhau kiểu gì được hả dì? Con đừng lo về vấn đề này. Nguyên Hạ đã biết tất cả. Nó là đứa bé biết tự lập. Không giấu gì con, mấy tháng nay dì không có gửi tiền cho nó nữa. Vừa đi học, nó vừa đi làm. Nó dạy chữ Việt cho con em kiều bào ở Úc. Tiền lương đủ chi phí cho việc học hành và ăn ở. Nó nói, mẹ coi giúp được gì cho chị thì giúp. Đừng ngại con, sau này con sẽ nuôi mẹ. Hạ biết nghĩ như vậy thật hiếm có hén gì. Nhưng con nghe nói những du học sinh sau khi ra trường ít chịu về quê hương làm việc. Hạ có vậy không gì? Không, nó nói nhất định nó sẽ về. Nếu Hạ không về mà rước gì theo luôn thì con làm sao gì ơi? Điều này dì dám cam đoan với con. Dì chỉ có 2 đứa thôi, không bỏ đứa nào hết. Nếu qua thời gian học xong mà Hạ thay đổi, nhất định không chịu về nước, thì dì coi như không có đứa con này. Bao năm qua, dì đã nuôi giùm con của bạn, vậy thôi. Lỡ như Hạ yêu người bản xứ thì sao dì? Dì có nghĩ tới điều đó, nhưng nó nói không bao giờ. Nó sẽ không yêu ai và chờ ngày về để dì lo chuyện trong năm cho nó. Quan điểm của nó cũng giống như con, chồng phải ở rể mới chịu. À,
Mà thôi, đó là chuyện tương lai. Hiện tại thì con phải lo cho tổ ấm của mình. Về bàn kỹ với Đạt đi, giúp được dì sẽ giúp. Nhưng con nhớ nói với nó, lần này dì không quăng tiền qua cửa sổ nữa, mà nó phải làm giấy nợ có thời hạn với dì, gặp dì để nhận tiền và phải cam kết với dì một vài điều. Con biết được không dì? Tất nhiên là con phải biết chứ. Vậy chiều mai con sẽ về, mà về sớm một ngày, có khi nào bắt quả tang ảnh dắt tình nhân về nhà không dì? Dương phá lên cười. Coi phim triết nhiễm rồi phải không? Nhưng lỡ như đó là sự thật, thì con làm sao? Phản ứng đầu tiên là gì? Nguyên nghinh mặt, mím môi. Con sẽ coi như họ vô hình. Chuyện con làm, con vẫn làm như không nhìn thấy họ. Sau đó, con cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy Đạt nữa, dù anh ta có hiện diện trong nhà, ngay trước mắt con. Dương thích thú vỗ tay. Hay mới lạ à nhá. Dì cháu cùng cười chen nhà. Mới đây thôi mà Nguyên đã tạm ghét được nỗi lo lắng ưu tư. Nguyên ngước mặt âu yếm nhìn dì. Tuổi đã sắp xỉ 50 mà vẫn còn toát lên phong thái của một phụ nữ đẹp. Mái tóc cột cao từ thuở thiếu nữ cho đến bây giờ. Dì là trưởng khoa phiên dịch của một công ty mẹ có nhiều công ty con. Chính vì vậy mà tính tình quyết đoán, tiếng nói đầy quyền lực và thuyết phục. Dì của con mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn mẹ. Dì thương cô là do thương mẹ cô mà ra. Nguyên biết các hai công đất hương hỏa của ông bà ngoại để lại cho con của chị mình làm ăn, dì cũng đau lòng lắm. Nhưng chỉ như vậy mới mong cháu mình hạnh phúc bên cạnh người chồng lúc nào cũng muốn trèo cao. Đêm đó nằm cạnh dì, được dì ôm, cô ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay ấm áp của người mẹ thứ hai. Đạt về nhà đọc tờ giấy của Nguyên, anh thoáng chút tức giận. Bình thường nếu đi công tác, Nguyên sẽ gọi điện cho anh. Đạt yêu Nguyên, đúng là anh có lợi dụng gia đình Nguyên để tạo dựng danh tiếng cho mình. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Là cơ ngơi anh dạy công dung đắp là để cho ai nếu không phải là vợ chồng cùng hưởng? Nguyên rất muốn có con, nhưng tại thời điểm này, làm sao mà có con cho được khi trong lòng anh còn canh cánh nỗi lo về một đứa bé mà cả cha và mẹ nó đều không dám thừa nhận của mình. Nó đang được chị ruột anh nuôi. Đạt không phải là kẻ bội bạc, anh cũng không bị ai bội bạc, nên dù có tha thiết yêu Nguyên, anh vẫn không sao quên được mối tình đầu đã gây cho anh vết thương lòng. Người con gái tội nghiệp đó hiện vẫn còn đang độc thân. Người con gái đó đang sống trong giàu sang sung túc, nhưng chắc trái tim cô ấy đã chết từ lâu. Ôi, người phụ nữ đầu tiên của anh có cái tên rất lạ, Lý Thệ Nghè. Cô ấy sinh ra cho anh thằng con trai khi mà gia đình cô nhất định cấm cản và chia cắt mối quan hệ này. Mọi nỗ lực để giành lấy tình yêu và hạnh phúc đều bất thành, nên hai người đành phải chịu chia xa. Đạt tưởng mình đã nguội lạnh với tình yêu, nhưng sau khi gặp Nguyên, sự ngây thơ thánh thiện của cô đã làm trái tim anh xao động lần nữa. Anh không dông tình, không phụ bạc nghè, nhưng cũng không thể nào tiến đến gần cô được, nên thôi. Thay vì cứ đeo mang khổ lụy, thì hãy buông bỏ mà tìm mối tình khác. Nhưng dù cho đã cưới được Nguyên 5 năm rồi, Đạt vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận với cô về đứa con riêng. Buổi tối, nằm một mình trong phòng, Đạt thao thức không sao dỗ được giấc ngủ. Gác tay lên trán, anh nhớ lại buổi chiều hôm nay mình đã đi đâu, đã làm gì. Không, Đạt không phản bội Nguyên, nhưng anh cũng không thể nghe lời cô mà tuyên bố phá sản công ty xây lắp của mình được. Sai sót này không phải do anh mà ra, chỉ là anh quá tin tưởng vào cấp dưới của mình. Nhưng trước nay theo cộng sự với anh, họ có gây ra điều gì tác tệ? Lẽ nào lần này họ lại a tòng nhau mà hại anh sao? Đạt cần tiền, anh không thể nào không có cái công ty này. Nếu như Nguyên có thể thuyết phục được dì Dương bán đất cung cấp vốn cho anh thì tốt quá. Nhưng Nguyên đã tuyên bố thẳng thừng rằng không.
nhất định không vi sơ một đồng xu của mình. Không có ai cứu, chẳng lẽ anh lại tự cứu mình hay sao? Buông tay cho bản thân chìm xuống biển, kéo theo cả cái công ty của mình đã dày công xây dựng. Không, nhất định là không. Thương trường là chiến trường, nếu không dùng thủ đoạn thì làm sao mà thắng được. Anh đã từng làm ăn chân chính dựa vào thực lực của mình, nhưng thất bại này anh không cam tâm. Nguồn vốn, bây giờ vấn đề then chốt là nguồn vốn, phải tìm người đầu tư. Nhưng anh sẽ tuyệt đối không chia cổ phần với họ. Anh sẽ vay và trả dần. Nếu vay không thành công, anh sẽ lừa đảo. Đã có còn danh tiếng gì đâu. Vậy nên tai tiếng cũng không sợ. Nhưng vay mượn ai hay lừa đảo ai? Bỗng dưng anh nhớ đến Lý Thệ Nghè. Dù sao giữa anh và cô vẫn còn một đứa con chung. Đã hơn 5 năm rồi, thằng bé đã được 7 tuổi, đang học lớp 2. Chị nhàn của đẹp không có chồng nên vui vẻ nhận bé Thanh làm con và nuôi dưỡng tưng tiêu nó. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà bao năm trôi qua, Nghè chưa một lần đến thăm con dù khoảng cách địa lý có là bao xa. Từ Sài Gòn đến Long Khánh, Đồng Nai chỉ có hơn 1 tiếng chạy xe thôi mà. Nghè có còn quan tâm tới sự tồn tại của bé Thành hay không? Theo đạt tìm hiểu, Nghè vẫn chưa thành thân kia mà. Vậy là chiều nay, anh đã điện cho Nghè. Số điện thoại này từ lâu đã ngủ yên trong tâm khảm của anh, nay được lục lại. Đạt không lưu số của cô vào bất kỳ đâu, vì anh đã nhớ nó như in trong đầu. Nhận ra tiếng của Đạt, Nghè im lặng hồi lâu, rồi cũng nhận lời gặp anh. Hai người vào quán cà phê ở Thanh Đa, nơi đó vắng vẻ và ít gặp người quen. 5 năm rồi không gặp, Đạt nhận thấy Nghè vẫn còn rất đẹp, nhưng đôi mắt chan chứa nỗi buồn thương u uẩn, kỷ niệm xưa tràn về. Đạt vô thức nắm lấy tay Nghè. Em sống ra sao? Nghè nhẹ nhàng rút tay lại. Em mới vẫn vậy thôi, vẫn sống trong nhung lụa và một đống tiền. Điều này thì anh biết, nhưng anh muốn hỏi về hạnh phúc riêng tư của em. Em không được may mắn như anh, không tìm được đối tượng để kết hôn. Và quan trọng hơn, em cũng không muốn kết hôn. Đạt an ủi cô. Chuyện cũng qua lâu rồi Nghè, em nên tìm cho mình bến đỗ đi chứ. Em như vậy, anh đau lòng lắm. Nghè nhíu mày, nhếch miệng cười. Tại sao lại đau lòng? Em ung dung tự tại, muốn làm gì thì làm, không lệ thuộc ai. Muốn đi chơi thì xách vali ra sân bay. Muốn ăn sang thì vô nhà hàng. Muốn mặc đẹp thì tới shop thời trang. Muốn chân diện thì đi spa. Đời em không có gì để hối tiếc. Đạt buộc miệng. Kể cả anh và con hay sao? Nghè lạnh lùng. Anh thì sao? Chẳng phải anh đang hạnh phúc à? Còn con? Em đã có con với anh bao giờ? Tại sao? Tại sao em như một người khác vậy Nghè? Bao nhiêu năm nay em đều như vậy mà. Nếu không thì anh nghĩ em sẽ phải làm sao? Phải đau lòng, phải khóc lóc, phải quỵ lụy để được anh yêu à? Nói như em thì giống như anh đã phụ bạc em vậy. Chúng ta không đến được với nhau. Nguyên nhân gì đâu em rõ hơn anh mà. Lúc quen nhau, thuở ấy em là cô sinh viên đại học ngân hàng. Anh đâu biết em là tiểu thơ Huê Cát. Cha mẹ em là chủ tịch một tập đoàn lớn lao như vậy. Thế mà em cũng không nói. Đến khi ra trường, xúc tiến việc cưới xin thì gặp rào cản ngay. Cha mẹ em không chê bai xuất thân của anh, nhưng họ đòi hỏi những điều mà anh không đáp ứng được. Dù yêu em cách mấy, cũng không thể vì tình yêu mà hạ thấp nhân phẩm của mình. Nghè gật gật đầu, mỉa mai. Phải, nhân phẩm quan trọng hơn hạnh phúc lứa đôi. Chính vì điều đó mà chúng ta khác nhau. Em không quan tâm gì đến nhân phẩm của mình cả. Yêu thì yêu, yêu thì bằng mọi giá phải tranh đoạt được. Không yêu nữa thì buông tay, chấm hết. Có một điều anh thắc mắc nên muốn gặp em để hỏi cho ra lẽ. Vì sao em biết chị nhàn nuôi bé Thành, con của chúng ta, mà chưa lần nào đến thăm nó vậy? Em dễ dàng dứt bỏ tình mẫu tử như thế sao? Nghè mở bóp, rút ra tờ giấy bạc 200 ngàn đặt xuống bàn, lấy ly dàn lên rồi đứng dậy. Em không biết anh nói gì,
Đứa con nào, ai nuôi, có liên quan gì tới em? Đạt nắm tay Ngà kéo ngồi lại. Sao em như một người khác vậy chứ? Nếu như em có gia đình rồi á, thì anh có thể hiểu gì sao? Nhưng em vẫn còn một mình mà, tại sao phải phủ nhận mọi thứ vậy chứ? Ngà lớn giọng. Chứ anh muốn em phải làm sao? Ngồi khóc lóc than vãn chuyện tình đã mất à? Hay rước con về nuôi? Anh nói đi, làm gì được á, em sẽ làm. Em sẽ giống y như anh vậy đó. Dễ dàng buông bỏ, dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống mới, không quay đầu nhìn lại quá khứ dù tốt hay xấu của mình. Xin hỏi, anh bây giờ có được hạnh phúc không? Đạt buông tay Ngà ra, người anh rơi ngồi phịch xuống ghế, cất giọng thiểu não. Hôm nay, mục đích anh đến đây là để chào vĩnh biệt em lần cuối. Tâm nguyện của anh là muốn em nhìn nhận lại con mình dù sớm hay muộn. Nhưng trước mắt, hãy cho nó có được cuộc sống đầy đủ. Em có tiền thì không nên để con mình thiếu thốn nghe Ngà. Ngà khựng lại, nhìn anh chầm chầm. Anh nói gì vậy? Chào vĩnh biệt là sao? Đạt ngước lên nhìn Ngà, trông thấy vẻ hốt hoảng của cô. Anh đánh giá được, tình yêu cô dành cho anh không hề mất, chỉ là hờn giận mà thôi. Đúng, không phải vô cớ mà cô hờn giận anh. Chia tay nhau, anh không gặp lại cô lần nào để giải thích. Đạt biết Ngà hiểu, sở dĩ hai người không đến với nhau được là do áp lực của gia đình cô. Nhưng nếu thật sự yêu, anh phải cố gắng đấu tranh, dẹp bỏ tự ái, để hai người sống cạnh nhau, cùng chung lo cho con, chứ đâu thể để nó sống nhờ vào tình thương của cô ruột được. Nhưng dẫu sao, Ngà cũng quá vô tình khi chưa lần nào đến thăm con trong 7 năm qua. Đạt đủ sức nuôi bé Thành chứ, và chị nhẹn của anh cũng vậy. Nếu bây giờ anh đột ngột đem con về, chưa chắc chị anh sẽ vui vẻ cho nó đi. Vấn đề của anh bây giờ không phải là muốn tạ lỗi với Ngà, anh chỉ muốn nhanh chóng đạt được mục đích cuối cùng của mình thôi. Đạt mím môi, mặt lộ vẻ chán chường, anh nói nhẹ như hơi thở. Chắc em cũng đã biết công ty anh bị phá sản như thế nào rồi. Từ lâu, để quên chuyện tình của chúng ta, anh xem công ty sai lấp như sinh mệnh thứ hai của anh vậy. Bây giờ đột ngột tuyên bố phá sản, anh không còn tâm trí đâu mà nghĩ mình nên tồn tại trên đời nữa. Hôm nay gặp lại em chỉ có một mục đích, là gian xin em hãy quan tâm đến con giùm anh. Để nếu anh không còn trên đời, bé Thành vẫn có người chăm sóc về tinh thần lẫn vật chất. Dẫu sao, điều kiện của chị anh cũng không tốt bằng em được. Thân anh kể như bỏ rồi, nhưng con của chúng ta thì tương lai còn dài Ngà à. Ngà nhếch môi cười nhẹ. Anh bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Phá sản thì phá sản thôi, có gì lớn lao đâu. Thanh lý tất cả rồi trở về đi làm kỹ sư nhận lương tháng cộng với lương vợ mà sống. Nhất thiên phải làm ông chủ này ông chủ nọ mới được hay sao? Em không hiểu đâu. Đã từng là một giám đốc công ty do chính mình thành lập, giờ lại đi làm cho người ta, sĩ diện của anh để ở đâu? Anh không sống nổi đâu. Nhưng thôi, em đừng quan tâm anh làm gì. Hãy để sự quan tâm ấy cho con, là coi như nghĩ tình xưa mà hoàn thành tâm nguyện cho anh được không? Ngà lạnh lùng. Vậy thì anh cứ đi chết đi. Rồi con anh nó sẽ mồ côi cha, vì vẫn còn mẹ là cô ruột. Em sẽ không giúp gì anh được đâu. Ngà cầm bóp lên, đứng dậy bước ra khỏi quán. Đạt thất vọng ê chề. Anh hoàn toàn không nghĩ ra được cái kết cục này. Ngà tàn nhẫn đến độ lạnh lùng. Vậy mà trước khi đến đây, anh vẫn đinh ninh rằng người phụ nữ khi đã thay lòng thì không còn mang một chút gì của ngày xưa cũ nữa. Anh đã quá tự tin, quá đánh giá cao về mình rồi. Đạt tự cười mình. Sao ngây thơ vậy chứ? Chính con cô ấy rứt ruột sinh ra mà cô còn chẳng thèm quan tâm, thì xá gì gã đàn ông đã phụ bạc cô đi cưới người khác 5 năm rồi không gặp lại một lần. Hay là màn kịch này mình đã đóng vụng về để cô ấy nhìn ra chân tướng? Đạt gục đầu vào hai lòng bàn tay một lúc lâu, định đứng dậy về thì một bàn tay khác vỗ vỗ vào vai anh. Giọng nói của Ngà cất lên. Anh thất chí như vậy sao? Đạt mừng suýt khóc. Ngà đã quay lại hay là cô chưa đi? Cô đang có suy nghĩ gì mà qua kiểu nói hình như đã thay đổi rồi? Ngà ngồi xuống đối diện Đạt, thái độ khác hẳn lúc nãy.
Tại sao anh lại có suy nghĩ yếm thế như vậy? Có câu thất bại là mẹ thành công. Sao anh không nghĩ đến làm cách nào để Đông Sơn tái khởi mà lại muốn hủy mình? Anh trở nên hèn nhát lúc nào vậy chứ? Mới hơn 30 tuổi thôi, thời gian còn dài cho sự phấn đấu. Sao lại muốn bỏ cuộc rồi? Anh á, làm em thất vọng cực kỳ anh Đạt à. Đạt ngước lên nhìn Nga, trong lòng ngập tràn hy vọng, nhưng cố kìm lại. Anh không hề nhé, nhưng anh không muốn duyên khổ lụy cho ai, lại càng sợ ánh mắt của người đời. Đông Sơn tái khởi ư? Tái khởi bằng cách nào khi trong túi không có lấy một xu? Anh không nhận được sự đồng cảm của vợ, mà anh cũng không muốn nhờ vả vào nhà vợ nữa. Đất đai nhà cửa của Nguyên, anh cũng đã kéo theo cái công ty rồi. Nga mím môi. Vậy anh có muốn nhờ vả em không? Đạt chua chát lắc đầu. Lại càng không. Anh chia tay với em vì nhà em, vì gia đình em giàu. Anh không giới tới nên bỏ cuộc vì không muốn em khó xử. Anh cưới vợ để em không còn lưu luyến gì anh nữa mà làm lại cuộc đời. Tổn thất anh gây cho em làm gian dở đời con gái của em. Anh không còn cách nào bù đắp được nên chỉ biết âm thầm nuôi con của chúng ta. Điều này anh cũng đã từng nói với Nguyên. Nhưng nếu như anh không còn thì con sẽ ra sao? Nên anh tìm gặp em là gì vậy? Tiền để giật dậy công ty, anh tự tin mình sẽ thắng không? Thắng, 100% thắng. Em sẽ đầu tư cho anh. Trong lòng mừng khấp khởi, nhưng ngoài mặt Đạt cương quyết từ chối vì sĩ diện. Anh không nhận sự thương hại của em đâu Ngà. Anh là đàn ông mà. Ngà biểu môi. Mắc cười. Muốn gầy dựng lại cơ ngơi đã sụp đổ mà còn sĩ diện háo. Vậy thì cứ ôm nỗi nhục đó mà xuống mồ đi. Điều em muốn nói với anh là em đầu tư cho anh làm lại công ty. Đương nhiên em có điều kiện khắt khe. Bởi vì em đầu tư cho tương lai của con em, chứ không phải cho anh, cho vợ chồng anh. Phải nhớ rõ điều đó khi cầm tiền của em. Em phải viết một tờ cam kết rõ ràng, có công chứng là công ty xây lắp này do anh đứng tên và người thừa kế duy nhất là bé Thành sau này khi nó đã tốt nghiệp đại học. Anh phải lập tức giao quyền cho nó, không có trường hợp ngoại lệ. Như vậy, vừa cầm tờ giấy đó trong tay, lập tức em sẽ rót tiền cho anh liền. Anh cần bao nhiêu, em rót bấy nhiêu. Đạt nhìn Nghe, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Em nói thật sao? Điều kiện này em không cần ràng buộc anh cũng đã nghĩ qua rồi. Tại sao anh lấy vợ đã hơn 5 năm mà vẫn chưa có con? Vì anh đã có con của mình, tài sản anh làm ra chỉ để lại cho con anh thôi, không có tranh chấp. Huống chi, đây là tiền của mẹ nó đầu tư cho ba nó làm ăn. Dù thú thật, nhận tiền của em, anh cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng em nói đúng, chỉ thất bại một lần đã muốn buông xuôi, thì sao xứng đáng làm người? Sao con anh lớn lên ngẩng mặt nhìn đời chứ? Ngà ngắt lời Đạt. Anh không cần nói dông dài, lượt bớt những lời hứa hẹn suông đi. Nhớ giùm em thêm một điều nữa, là em dùng số tiền này đầu tư cho tương lai của con em, mà anh là người phát triển giùm thời gian đầu. Tuyệt nhiên, đừng tơ tưởng đến chuyện nói lại tình xưa với em. Thẳng thừng cùng anh, em bây giờ không ngây thơ tin ngựa như xưa nữa. Đầu óc đã có sẵn rồi. Tiền em có thể đưa anh, nhưng tình yêu á thì không. Vì nó đã chết. Đạt còn mong gì hơn? Anh cũng đâu thể bỏ Nguyên được. Anh yêu cô mà. Nguyên đã hy sinh cho anh rất nhiều. Lẽ ra cô có nhà cao cửa rộng, tiền muôn bạc dạng dư ăn dư để. Nhưng cô tin tưởng anh, tin tưởng chồng mình, nên phút chốc trắng tay. Ảnh hưởng đến dì Dương nữa. Nhận tiền của Ngà để giật dậy công ty, anh chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt, không có thời gian tính kế lâu dài. Nhưng cho dù anh có thực hiện lời hứa với Ngà, thì đó cũng là con trai của anh chứ ai. Sau khi biết chuyện rồi, Nguyên có thể sẽ trách anh, nhưng Đạt tin rằng cô sẽ thấu hiểu. Nhưng đó cũng là chuyện của 18-20 năm sau. 20 năm sau, biết đâu anh đã có một tập đoàn xây dựng lớn gấp mấy lần, vượt mặt cha của Lý Thệ Ngà thì sao? Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Đạt đã giao cho Ngà tờ giấy thỏa thuận cam kết có công chứng của chính quyền. Lập tức, Ngà dắt anh đến ngân hàng rút ra 10 tỷ đồng giao cho anh. Đạt nhanh chóng chuyển vào tài khoản của mình.
trên vai như vừa được buông xuống gánh nặng ngàn cân. Với số tiền này, anh sẽ mạnh gấp đôi lúc bắt đầu khởi nghiệp. Anh sẽ thuê kỹ sư giỏi về cộng tác với mình. Giao dịch xong, Ngà đưa Đạt số điện thoại của người bạn, nói với anh là người bạn này sắp sửa mở công ty. Cô sẽ giới thiệu anh nhận thầu dài hạn một để anh có tiền mà quay lại ngành. Tất nhiên, cô sẽ dùng uy tín của mình mà bảo đảm cho anh. Uy tín của con gái chủ tịch tập đoàn và là người đang quản lý các bộ phận tiền lương ở các vệ tinh của tập đoàn. Về nhà, Đạt định không nói gì với Nguyên cả. Anh chỉ nói mình không bao giờ tuyên bố phá sản, xem phản ứng của vợ ra sao. Bí mật về nguồn tiền, Đạt cũng không bao giờ hé lộ cho Nguyên biết. Nhưng cô ấy đã đi công tác mà không thông báo với anh một tiếng, thật đáng giận mà. Sáng lại, Đạt điện thoại cho các nhân viên cũ của mình, hẹn nhau ở quán cà phê để bàn chuyện nhận thầu mấy công trình hạng mục của công ty nọ. Các bạn của anh trố mắt thán phục, mừng rỡ khi biết anh hồi sinh như chính họ đang hồi sinh. Vậy là anh lên kế hoạch gặp mặt bạn của Ngà để xúc tiến công việc. Đạt hăng máu quên cả thời gian, không có Nguyên ở nhà 3 ngày. 3 ngày nay, anh đủ thời gian để làm tất cả mọi chuyện. Nhưng chiều hôm đó Nguyên về tới nhà, cửa đóng then cài, dù thành phố đã lên đèn. Thắp nhang cho ba mẹ xong, cô tắm rửa chuẩn bị cơm chờ chồng về. Trong tủ lạnh không còn chi để nấu nướng, Nguyên định khi Đạt về, hai vợ chồng sẽ ra ngoài ăn. Nhưng cô chờ hoài mà không thấy tâm hơi của anh, trong lòng đâm lo. Nguyên không sợ anh trăng hoa với người đàn bà khác, cô chỉ sợ anh nghĩ không thông rồi làm chuyện dại dột. Nguyên không hiểu sao anh lại hiếu thắng như vậy. Bây giờ, nếu nói cho anh biết dì Dương sẵn lòng bán đất cấp vốn cho anh phục hồi công ty, chắc chắn anh sẽ mừng lắm, sẽ càng thương yêu và trân trọng cô hơn. Nghĩ mà thương, vì cô, dì Dương không nể hà phải hy sinh bất cứ điều chi. Mong rằng với sự trợ giúp của dì lần này, Đạt sẽ không phạm phải sai sót lần nào nữa. Nguyên nấu mì gói ly để ăn và kiên nhẫn chờ đợi. Quá nửa đêm, không thể kìm lòng được, cô bấm điện thoại gọi cho anh. Bên kia là tiếng ồ ý e của điện thoại đã tắt máy.